Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay đã quay lại với kênh của Mr. Zero. Ngày Son Heung-min đã bại Nhật Bản trả thù cho Thái Bát và tuyển Việt Nam. Năm 2018, U23 Hàn Quốc bảo vệ thành công huy chương vàng bóng đá nam ASEAN sau 120 phút chiến đấu với đối thủ Nhật Bản ở chung kết. Sự nghiệp của Son Heung-min cùng đồng đội sẽ không bị gián đoạn bởi nghĩa vụ quân sự tại quê nhà. Dù phải cần tới 120 phút thi đấu, nhưng Son Heung-min và các đồng đội vẫn vượt qua Nhật Bản với lực lượng mạnh hơn. Olympic Hàn Quốc tràn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên, Nhật Bản với thành phần đa số là các cầu thủ dưới 21 tuổi vẫn thi đấu kỷ luật và kiên cường chống trả đối thủ. Trong 90 phút, Hàn Quốc thi đấu bế tắc. Nhưng ngay khi bước vào hiệp phụ, Son Heung-min và các đồng đội hoàn toàn áp đảo và ghi liền hai bàn. Bàn gỡ của Ueda và khoảng thời gian trỗi dậy cuối hiệp phụ thứ hai là không đủ với U23 Nhật Bản. Cùng xem lại trận đấu đáng nhớ này nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh thứ hai được đặt ở phần mô tả để ủng hộ cho kênh của bọn mình nhé. Z7 ơi, các bạn hãy nhanh tay đăng ký vào đường link được đặt ở dưới phần mô tả để sở hữu ngay cho mình một chiếc áo siêu phẩm nhé. Olympic Việt Nam có một giải đấu thành công trên đất Indo khi vào đến bán kết ASEAN 2018 và chỉ chịu thua đội tuyển rất mạnh là Hàn Quốc. Để rồi Hàn Quốc hiên ngang tiến vào trận chung kết gặp Nhật Bản, đội tuyển đã thua Việt Nam ở vòng bảng. Đây hứa hẹn là trận đấu của chiến thuật và những tình huống tấn công. U23 Hàn Quốc phải thắng để Son Heung-min được miễn nghĩa vụ quân sự, trong khi các cầu thủ chưa quá 21 tuổi của Nhật Bản không phải chịu bất kỳ áp lực nào. Và sau đây là diễn biến chính của trận chung kết kịch tính này. Olympic Hàn Quốc có sự góp mặt của hoàng tử Kim Chi Son Heung-min và ngoài ra còn có sự xuất hiện của những cái tên đáng chú ý như Hwang Hee-chan và Messi Hàn Quốc Lee Sung-woo. Phút thứ 6, cơ hội đầu tiên thuộc về các cầu thủ Olympic Hàn Quốc với một tình huống tổ chức pressing tốt ngay bên phần sân đối thủ và tiến hành pha phản công nhanh. Hwang Hee-chan là người kết thúc hụt dù chỉ đứng cách khung thành vài mét sau đường căng ngang của Hwang In-bom. Ba phút sau, các chàng trai trẻ xứ Hàn chơi cực kỳ thăng hoa và tỏ ra là đội chơi lấn lướt khi có cú sút bằng chân trái rất căng để đe dọa khung thành của Kojima Ryosuke từ cự ly khoảng 30m của Lee Jin-hyun, người từng có mặt trong đội hình U23 Hàn Quốc đến Việt Nam tháng 7 năm 2017. Phút 13, các cầu thủ đến từ xứ sở Kim Chi tổ chức miếng đánh từ cánh trái với pha treo bóng của số 8 Lee Jin-hyun. Son Heung-min là người nhận bóng và xoay sở trong vòng cấm trước khi ngã xuống bởi pha vào bóng của đối thủ, nhưng trọng tài đã không thổi ban cho Olympic Hàn Quốc. 2 phút sau, đội bóng áo đỏ lại khiến khung thành đối thủ chao đảo. Người có cú dứt điểm vọt xa lần này là hậu vệ Cho Ju-min. Hàn Quốc đang lấn át toàn diện Nhật Bản với những đợt tấn công phủ đầu dồn dập lên đối thủ. Phút 23, chân sút số 1 của Hàn Quốc, Hwang Hee-chan vừa có tình huống thoát xuống thành công và pha xử lý ngoặt bóng rồi dứt điểm khá hay sau đường chuyền bóng bằng pha đánh góc rất điệu nghệ của Son Heung-min. Một phút sau, Nhật Bản có pha lên tiếng đầu tiên với nỗ lực đi bóng từ giữa sân và vượt qua 3 cầu thủ Hàn Quốc trước khi tung ra cú dứt điểm thiếu chính xác ở cự ly 25m của hậu vệ Itakurako. Phút 28, được đà xông lên, các chiến binh Samurai bắt đầu vào guồng với pha đi bóng và dứt điểm chân trái rất hay của Koji Mizoshi. Tuy nhiên, người hùng của World Cup 2018, Jo Heung-woo đã kịp thời giải nguy cho Olympic Hàn Quốc. Nửa cuối hiệp 1 diễn ra khá một chiều, Hàn Quốc gây sức ép mạnh mẽ, song chưa thể tạo ra được sự đột biến ở những tình huống quyết định để mang về lợi thế cho đội nhà trước khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Phút 56,
hiệp 2 bắt đầu, Son Heung-min là người có cơ hội và thực hiện pha phối hợp 1-2 với người đồng đội từ biên phải vào trước vòng cấm đối phương. Thay vì đường truyền cho người đồng đội đang ở vị trí thoáng đãng, Hoàng tử Kim Chi quyết định tung ra cú sút nhưng nó quá hiền để có thể làm khó được thủ thành đội bạn. 4 phút sau, sai lầm của các đồng đội Son Heung-min thiếu chút nữa đã bị các cầu thủ Olympic Nhật Bản trừng trị nếu không có pha sửa sai kịp thời của hàng thủ ở tình huống cắt bóng và phá bóng dứt khoát ngay sau đó. Phút 64, bộ đôi cầu thủ Hoàng có pha phối hợp khá hay. Hoàng Hee-chan bứt tốc thoát xuống thành công bên cánh phải, rồi căng ngang vào trong cho Hoàng Ujo chạy cắt mặt dứt điểm cận thành, nhưng không thành công. Hàn Quốc vẫn đang nắm thế chủ động trong khoảng 15 phút đầu hiệp 2, trong khi Nhật Bản phải kiên nhẫn, phòng ngự chờ thời cơ. Phút 76, cầu thủ đến từ xứ sở Kim Chi được hưởng một quả đá phạt từ cự ly khoảng 35m. Họ có pha tổ chức đá phạt khá hay sau đường truyền thông minh trên chấm đá phạt. Hai pha đánh đầu sau đó của Olympic Hàn Quốc cũng cho thấy họ đã chuẩn bị bài này nhưng vẫn chưa cho thấy sự hiệu quả. Phút 87, Olympic Nhật Bản ra đòn chớp nhoáng với đường chọc khe thoát xuống khá hay bên hành lang cánh phải. Nhưng cú căng ngang của họ cũng không thể làm khó được hàng thủ chơi rất tập trung bên phía Olympic Hàn Quốc. Hòa không bàn thắng sau 90 phút chính thức, hai đội sẽ bước vào thời gian hiệp phụ để phân thắng bại. Một phút sau khi hiệp phụ đầu tiên bắt đầu, cơ hội đến với ngôi sao số 1 bên phía Hàn Quốc, Son Heung-min sau pha trượt chân khá vô duyên của hậu vệ Hara Tekuri bên phía Nhật Bản, nhưng pha solo khá hay của số 7 lại kết thúc bằng cú sút chạy cuộc dọc trong gang tấc. Phút 93, những nỗ lực không biết mệt mỏi của các chiến binh đến từ xứ sở Kim Chi đã được đền đáp. Lee Seung-gu, Messi Hàn Quốc cuối cùng đã tỏa sáng với cú dứt điểm trái phá trong vòng cấm. 1-0 cho Olympic Hàn Quốc và khó khăn đã đến với Olympic Nhật Bản. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left and I'm not quite there yet but those words they'll regret cause I've got something left and I'm not giving in I will not let them win I won't stop till the end no Phút 101, niềm vui tiếp tục đến với người Hàn. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc của Son Heung-min, Hoàng Hee-chan bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0. Sân vận động Park Hang-seo hôm ấy như muốn nổ tung với niềm vui sướng của người Hàn và trái ngược với những tiếng cười của họ là sự tuyệt vọng của người Nhật. Phút cuối của hiệp phụ thứ nhất, Hàn Quốc vẫn chưa cho thấy dấu hiệu muốn ngừng lại. Đường truyền vượt tuyến rất hay của Cho Joo-min đã được Hwan Ucho đón nhận và tung một cú volley trong tư thế đối mặt với người gác đền đối phương. Nhưng may mắn vẫn không mỉm cười với số 16 của Hàn Quốc trong trận này khi bóng đi chệch cột chỉ vài cm. Phút 115, trong thế trận bị động, Nhật Bản bất ngờ có bàn rút ngắn cách biệt thành 1-2 nhờ công của Azase Ueda ở một tình huống cố định.
cầu thủ sinh năm 1998 đánh bại Kim Min-jae trong pha không chiến thành công sau đường treo bóng ở chấm phạt góc của người đồng đội. Và đó là tất cả những gì mà Olympic Nhật Bản làm được. Son Heung-min đã có cú đúp kiến tạo trước Olympic Nhật Bản, qua đó giúp Olympic Hàn Quốc đăng quang giải đấu và cá nhân Son chính thức được miễn nghĩa vụ quân sự tại quê nhà để tiếp tục cống hiến trong màu áo Tottenham ở EPL. Bạn có ấn tượng gì với màn thể hiện của Son và đồng đội trong trận đấu này? Hãy để lại nó bằng một bình luận bên dưới video. Và nếu thấy video hay thì hãy cho chúng tôi một like, subscribe kênh để theo dõi nhiều hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.